từ từ dần một đi. Xin chào các bác. Ngày hôm nay thì anh em chú cháu mình lại tiếp tục đi săn ong nha các bác nhá. Với cái tổ ong khoái đầu tiên thì không có quay lại cho các bác cùng xem được. Bây giờ thì đến với cái tổ ong khoái thứ hai này rồi thì hậu sẽ lên khai thác cái tổ ong khoái này. Hy vọng là có mật nha các bác nhá. Các bác theo dõi cùng anh em mình nhá. Chú Phong cũng làm cái chân nặng lắm, kia to quá. Phải đội cái mũ bảo hộ này vào các bạn, an toàn. Nói chung là tránh cái bộ phận mặt mũi ra. Em bao bóng em lấy mấy cái rồi? Một cái thôi. Kiểm tra chưa? Rồi, kiểm tra. Bao bóng thì phải kiểm tra đấy. Chuẩn rồi, bao bóng chuẩn rồi. Rồi. Thôi em lên nhá, anh đi đi nhá. Đây mọi người, bây giờ mình chuẩn bị lên cái tổ ong này nha mọi người. À, anh Huấn đi đi nha, anh Huấn nha. Em lên tới tổ ong rồi đấy. Ui, ở đây rầm lắm anh ơi. Mình lấy quái sờ vượng đấy chứ. Tại vì khỏi của mình nó vừa tới luôn cho nên là ong nó đã ra rồi mọi người. Nó lại chích rồi. Ong dữ ạ. Đây này rầm quá. Hỏi chú Phong làm to quá, lên vượng ghê. Ui là ông khẽ nó khỏi nó bay đi mà. Bịt quá rồi anh ơi. Ui. Trầm quá. Ui, vít nắp hết anh ơi. Ôi anh ơi. Bầu này phải 5 lít rồi. Bầu này phải 5 lít rồi anh ơi. Chuẩn quá luôn. Nó hơi rầm rồi. Ngủ một tức là ok luôn mọi người. Wow. Đẹp quá mọi người. Từ mình sẽ cho chỗ này nó khoảng 5 tỷ cho dễ quánh. Nó bịt quá. Hôm nay thì tổ hôm nay là tổ ong thứ ba rồi mọi người. Còn một tổ mình đã thấy rồi nhưng mà chưa lên lấy kịp. Đây mọi người. Ui cái bầu mực này. Ui bầu mực ạc lắm. Mực to lắm mọi người. Tổ ong mà đâu mua mà tổ như này là khủng đấy. Đây. Tại vì ở mình đấy thì ong nó vẫn chưa có đẹp lắm. Nhưng tổ như thế này là đẹp lắm đấy. 5 lít vô tư luôn mọi người. Đây. Ui trời. Mình có đem cái bình tận hóa nha mọi người. Mình có cho vào đây chưa? Mọi người bây giờ mình sẽ thực hiện các cái phần vận hóa trưởng nha mọi người. Tại vì cái chỗ này nó hơi rầm cho nên là nhiều lúc góc quay nó cũng vẫn không đẹp lắm nha mọi người. Mình sẽ cố gắng hết sức để làm cho nó thoáng thoáng một tí cho dễ quay. Ui phấn hoa đây mọi người. Tổ này phấn hoa nó nhiều quá.
Đây mọi người, tạo phân hóa của nó đây. Đây mọi người, cái bầu của nó đây. Bầu của nó nằm đấy nha mọi người. Ui dồi ôi. Nó cũng lớn đấy nhưng mà nó phân hóa nó nhiều quá. Mình trừ lại cái, cho nó cái tầng nhau như vậy nha mọi người. Nó cũng lớn đấy nhưng phân hóa nó nhiều quá. À, bây giờ mình sẽ thực hiện xuống đây mọi người. Đây là cái thành quả của tổ ong này đấy. Bây giờ mình sẽ xuống đây mọi người. Hậu vừa đánh xuống các bạn. Nói chung là cái tổ này thì thấy Hậu bảo là khá là nhiều phấn hoa cho nên là nãy lọc à? Nãy em lọc. Lọc mất thời gian khá là lâu nhỉ. Còn bây giờ thì các bác cùng em đi lên trên này xem cái tổ ở trên này nhá các bác nhá. Nói chung là chú Phong chú ấy lên trên đấy trước rồi. Nó ở rộng không hả chú? Nó ở rộng không ạ? Cháu có đem mũ đi không? À cháu có đem bảo hiểm đi không? Cháu đấy, có. Nuôi đấy, làm cho cả đấy đó. Cháu lại không có mũ chứ. Không, chắc cái lưỡi này nữa. Có cái lưỡi này. Ở đây chú Phong chú ấy buộc cái xô vào trong người luôn các bạn. Sử dụng cái dây rừng ấy. Nhưng mà lát nữa xuống thì cầm xuống thì hơi vất một chút nhỉ chú nhỉ. Cầm cái tay. Ui dồi, mệt. Ui dồi, tổ đại. Chưa chào lên vừa chú ạ. Tại vì cái xô mà chú ấy đem lên nó không vừa nha mọi người. Cho nên là bây giờ mình phải lên
cầm bao bóng lên luôn. Chờ tao đứng 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 có kẻ phân kẻ sáu ô sáu tích cho cháu lên đều cắt đấy. Để cháu đi cắt từ 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 đi. Cháu lên với. Từ từ đừng tự mình. Từ từ thôi, cũng cần nhấn đó. Ui ôi, chục lít à chú. Ui. Ui. Cái bầu này khủng rồi. Ui từ từ chú ơi. Ui cháu là bầu mực ấy. Đã rứa. Chưa lực tổ đây. Ở đây rồi đấy. Dạ. Này cái tổ nhỏ thì cháu tiếp bao bọng là uống rồi. Dạ. Đây 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 cái giá cháu cắt bớt cái phần hoa trước này. Ừ. Phần hoa là nhiều được cái giá cháu. Ừ, yeah. Chú cắt bớt cái phần trước, phần 6 đi. Ừ. Phần 6 vật đi. Rồi. Cắt hết cái phần 6 đi, có ở trước để bao bóng. Đúng ạ. Cắt thể phân 6 đấy. Cháu cầm số phú cho. Giáo này đây. Ui chà là cái mực ấy. Cái cắt được phân 6 đi, phân trước để nguyên phân trước đấy. Phân 6 rẹo cho hết cái rẹo xung quanh đấy. Rồi, ui chà cái bầu mực ấy. Hèn chi cái số này vừa được. Mèo có. Đợi cái số chủ ấy. Rồi rồi. Cắt ở 6 đi, ở 6 cho hết đấy chú. Ở 6 mấy cái rẹo để trước để hợp đi. Mà có mọi người cũng. Ủa chứ khủng hoảng thế à. Đến mấy hướng khẩu hướng vậy chú. Ờ từ từ nào, dần vào đi. Ở sau, rồi cắt ở sau hết đi chú. Sau bên ngã bên phải đi. Ngã bên trái này còn nhựa để cháu qua bên trái này. Rẹo 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 bên trái này hết đi. Xong rồi đầy nắp số được rồi. Và chơi cái bi vô. Con nhiều lắm. Ừ, con nhiều, hai bên con nhiều lắm. Bên chủ con không? Con này. Được chưa? Được chưa? Rồi từ từ nào. Chú cháu về nhá. Thôi chú chưa để cháu lên xuống luôn. Chú cầm báo là chú đưa giáo cháu với chú xuống cái số này xuống luôn đấy. Đây bên đây con đưa cháu cái giáo đây. Giáo này. Rồi. Cháu gọt bên đây đưa xuống. Gọt bên đây đưa xuống. Rồi. Để nguyên cục nó phải đủ mà báo này. Rồi. Tao lên là ngón xong hết. Thì ô cháu cho ra vội chứ mấy mà húng ô to đấy à. Chú à. Ủa? Cái cô ngọt đến tháng ngày kế cũng. Đó. Đến tháng ngày kế ai đó cô. Dạ. Không hết chắc rồi. Bầu lượng đi mà hết đang được hết. Bầu này 8 lít đấy. Cô ngồi đồ 6-7 lít đấy. Ui chưa là cái bầu lượng đi mà về. Tao tưởng có cái tổ nhỏ cái tổ to đấy để cháu đem bao bóng lên cho ai mà cho cái số này mà. Ừ. Số nín vừa. Rồi chủ chứng là bớt đưa số cháu bớt chủ treo xuống đây. Xuống bớt chủ đem số thôi cháu được hợp bóng á. Ừ thôi cháu hợp bóng. Cháu cầm này nghe. Rồi chủ đi xuống. Từ từ xuống nó bộ nó. Ừ đều gión đủ mất. Ừ gión đủ. Để cháu lấy bao bóng cho. Cháu lấy bao bóng cho ngọt. Dạ. Vậy. Hôm nay chỗ húng quả phù chứ. Lên phù cho con nhiều mực đi mà về. Nó hết được. Giờ chú tôi chú ngồi đây chơi cháu xuống cả khỏi sóng này. Với cả không thì đem khỏi xuống cháu đứng có khỏi. Ừ, chơi chắc xuống nhiều vui. Để cầm. Ờ, chú cầm số đây nè. Mà chú ngồi đây nghỉ mệt nè. Rồi, được. Âm giá cháu cái này, cháu lên trên nè. Rồi. Chơi là cái tụ đáy. Ôi, cái nèo. Cái cục mực. Thái lạc ổ đấy ạ. Cục mực đã quá ấy. Và thái lạc ổ rồi. Ừ. Đi mang bờ lố lên chứ đứa. Phải bỏ mực bỏ bọng phải mang lông lông. Chưa cái neo chuỗi mà làm nhiều mực ấy. Nếu chú chuỗi chuỗi tao nói là gì đấy. Mà nó chủ hợp được không nên thì được. Để đọc được không được. Gần như không phải lên đây cái chuỗi chứ. Chứ cái đoàn kia chủ nói được. Cháu tưởng anh nhỏ. Vì quấn ra vô ít. Quấn ra vô ít. Cháu cho lên được rực lên đấy rồi quấn ra vô ít. Chào mừng cái giáo nè. Cháu cho lên được rực lên đây mà cháu cho quấn ra vô ít quá ấy. Ui da, bịt rồi. Đã ấy. Chưa là cục mực này. Vừa cái bao bỏng lắm chú. Chưa cần thuộc cái này. Được rồi, chú yên tâm đi. Lúc nào cái bà
lên cho cần sao. Cái này quả có bên bên đầy đủ cầm bên mình yên tâm này. Đó. Cuộn cái dây cái con đờ lên là đờ lên là đờ lên nhốm này. Ôi. Để chưa đủ. Ôi được không? Rồi đạp thôi đừng mong nữa. Được rồi hả? Tâm chắc là thua. Ờ giao chụp này. Ờ giao đây chặt bỏ bà luôn. Gắm mô nuôi. Rồi chặt đi. Từ chặt bỏ bà luôn. Gắm mô nuôi đây. Bỏ bà luôn, bỏ hộp 6 á. Ui giờ bộ mực đái. Vàng ống luôn mọi người. Quá tuyệt vời luôn. Đi. Mật thì ở trong xô kia các bạn. Còn cái này là những cái ổ vừa rồi này. Những cái sáp này là em cắt tỉa thôi phải không? Cắt tỉa. À. Bầu nhồng là cắt tỉa. À. Tỉa bầu. Cái nhộng này thì do quá trình mình tỉa mình giữ lại tổ cho nó nha các bác nha. Là mình tỉa đi thôi chứ không phải là mình lấy nhộng về để dùng đâu. Lấy tỉa thôi. Còn đấy cái bầu mực mà giữ đài này. Ờ. Bầu mực giữ đấy đó. Còn lại chú Phong nên một số ở đây thôi. Bầu mực vừa rồi chú Phong lấy được khoảng mấy lít? Tầm ô tô này tầm gần 6 lít. Gần 6 lít. Ui, thùng. Cho vô luôn. Mở nắp xô, mở nắp xô đi. Bỏ bỏng chảo đấy. Không nắp xô đi cho nhanh. Nắp xô đi. Không nắp xô hẳn bao nhiêu? Số rồi nó. Mở bỏng đi được này. Được không? Đi ra đi. Vẫn chảy kìa em. Chạy vào lô thôi, đủ má cái những cục chặt gì. Ui. Mật ổ này vàng nhỉ, vàng đẹp. À được rồi, được. Từ bình tĩnh nó cũng chạy được. Lùng phía trên đây này. Thế là phải hơn 5 lít đấy nhỉ, tổ đấy. hơn cái tổ đầu tiên nhỉ. Tổ này thế thì đó. Hôm nay phải có mười mấy lít các bác ạ. Đây, những cái chai vắt ra rồi này, bây giờ sẽ dồn vào trong kia. Chi phí hả? Cả mỡ ra đổ luôn. Cắt luôn em ơi. Cắt luôn, lấy cái dao được không? Dao cắt luôn. Này. Vất cá. Cắt luôn nha em nhé. Cắt lên nha, đừng cắt xuống mà dùng. Đây nhá. Rồi, cắt rồi. Ok. Bông lên 2 lít thắng. Đây, em cho vào đi. Dồn luôn vào với nhau các bạn. Tại vì cái túi nó bị thủng. Còn cái này là xô mật này, nguyên một xô hả chú? Ây à, đứt rồi. À, tuột. Gắm vào lại thế này. Vâng. Tiếp nhỉ. Ổ to mà nhiều mật mà. Lẽ là nhỏ nhỏ thôi, thể quấn ra vào ít mình là nhỏ thôi để cho chủ lấy. Quay một chút cái chỗ mà ong lấy nước cho các bác cùng xem nhá. Cái lượng ong nó lấy nước này. Rồi các bác nhìn thấy ong lấy nước nhìn phê chưa? Đó. Lên. Rất nhiều luôn các bạn. Nói chung là nhiều lắm. Đây là sau khi mấy chú chó mình đặt ong xong thì bây giờ ăn mừng nha mọi người. Chỗ này phải có 5 đến 6 lít. Em ạ, 5 đến 6 lít. Vâng. Còn đây nha các bác nha. Còn đây thì là mỗi chai là 1 lít rưỡi. 1 lít rưỡi thành 3 lít này, chỗ này là gần 6 lít này, chỗ này 5-6 lít nữa. Là rơi vào tổng khoảng 10. Đó 10 đi. Hơn 10 lít đấy. Rồi đây nữa. Trong xô này thì chắc có khoảng 4 lít nữa. 4 lít mật đấy các bạn. Ok luôn. Nói chung là hôm nay là một ngày khá là may mắn rồi. Bây giờ có lẽ là anh em chú cháu mình sẽ di chuyển về luôn nha các bác nha. Hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo nha. Rồi. Chuyện. Về thôi. Muộn đấy.